tỷ ơi, gặp tỷ nơi đây, tình thương cha mẹ đủ đầy. Tỷ ơi, cùng vì căn kiếp mình đi xuống trần làm trọn linh căn ở trần, tỷ cho biết ở căn diện con cha con mẹ đảo điên trần miền, khổ đau mà ôm nỗi tư diện. Tỷ ơi có biết đạo diện mình phải đi. Đi sao cho rõ căn duyên, đi sao cho trọn mối niềm tình thương thiên ban cha mẹ rõ ràng. Tỷ ơi nhớ đạo mẹ trao ban đầu, tỷ ơi nhớ mẹ trao mình tình thương mà đóng tất cả trong mình xuống trần niệm. Để rồi học hành du di, tỷ ơi nên nhớ lối đi trở về. Mẹ thương mẹ khóc tứ bề, các con của mẹ không về nơi đâu, cho nên mẹ chuyển nhiệm màu. Tỷ ơi cố gắng bồi căn duyên mình, trở về với mẹ với cha, trở về tất cả là nhà của ta. Phủi đi cho hết bụi trần, phủi đi cho hết nỗi oan nghiệt này mà mình gây nên tội dưới trần. Làm sao xóa hết để mình quay trở về, bao nhiêu năm tháng cận kề mà đớn đau không biết lối về. Mẹ cha bây giờ gặp tỷ nơi đây, tỷ ơi tỉnh giấc để ta quay trở về, trên cha trên mẹ đang chờ tình thương con trẻ trở về. Tỷ ơi gặp nơi đây xin tỷ vui lòng cho em đôi chút câu hiền. Tỷ ơi tháo khẩu trang ra pháp cho em nghe chút đi. Quen có quen có quen có quen mới 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 tình thương như vậy, có quen mới gặp mới khóc, không quen làm sao khóc được. Nhìn coi em mình có lạc lối không, cho em. Mình quên đã bao nhiêu kiếp ở trần, cho nên quên hết nghiệp lận trần ni. Làm sao để biết trở về nguyên căn nguyên kiếp mà quay về. Mẹ cha khi đi mẹ dặn con hiền, con ơi con xuống trần miệng đạo tâm, con làm bổn phận linh căn xong cho tất cả con quay trở về. Nhưng mà con xuống hồng trần con quên hết cả đạo tâm của mình, mê trần mê hết thế gian, quên đi tất cả đạo vàng mẹ ban. Bây giờ đã ngộ ra rồi thì còn đâu mà giây phút đắp bồi trở về linh căn, cho nên thức tỉnh
lạy mau để trở về nguyên kiếp để hầu mẹ cha, biết rằng mình đã bước ra linh căn của mẹ, mẹ trao ăn vàng. Nhưng mà mình xuống trần phàm ấn kia quên hết lời mẹ ban cho. Bây giờ thức tỉnh lại đi, khi trong trí ức cõi ấn ký tên gì thì trong thức đó nhớ liền cái tên cái tuổi trần miệng mẹ trao. Lắng nghe mới biết tên mình, mà từ lâu chưa cấy về chân hồn con thương. Bây giờ con tỉnh giấc trần mơ thì con mới thấy đạo tâm mẹ bồi. Nguyên căn là linh tử mẹ hiền. Con ơi cố nhớ đạo diện đi con, để rồi tâm thức của con trở về nguyên kiếp phòng son con à. Bao nhiêu mà xây đắp trăng à, con đâu có biết tên gì năm xưa. Cho nên quên hết lối về, hôm nay gặp lại nhân kẻ cặn đây, nhắc cho đôi chút trăng miệng, để rồi tỉnh dậy làm liền con căng. Thương con mới nhắc đôi lời tình thương mà mẹ đắp mẹ bồi trong tâm con. Bởi vì con đã ở dưới trần non bao năm bao kiếp mà con không trở về, hôm nay gặp hạnh đau về, con ơi có biết mẹ cận kề bên con. Thương con mẹ mới khuyên lời, con ơi tỉnh ngộ để đắp bồi chân thân. Bởi vì con đã lầm tan mà xuống trần quên hết tâm can của mình, làm sao con biết được đạo trường. Hôm nay gặp lại nơi này con thành tâm, mở ra mới thấy đạo lầm là lầm tan mà con trẻ xuống trần con ơi. Bởi vì con trẻ biết đi mà xuống trần quên hết tâm ni trở về, hôm nay con tỉnh thức trở về thiên căn mới hiểu tư bề là mình đây. Thiên cơ tiết lộ cho con là nàng công tử dẻo dai của mẹ hiền. Bao năm mà trăm kiếp trăng miền, đớn đau thân phận đạo diện nghe chưa. Bây giờ mà quen tình trần mê, chiên căng mới gặp lại tứ bề diệu duyên. Cho nên con trẻ hiền tâm, đạo cơ mẹ chuyện cho con quay trở về. Nguyên căn là công tử tứ bề, lắng nghe mà con biết để về với mẹ cha. Mẹ trong con trẻ quay về, trong căn mà nguyên kiếp để đạo về tâm an. Thôi cho cảm thấy là mình biết xuống trần này mình bị lạc lối chưa? Mình bị lạc chưa? Mình là một công tử nhà giàu, con của cha của mẹ,
mà mình xuống đây mình quá thân rất là nhiều kiếp rồi, rồi mình về không được, cho nên là bây giờ gặp lại nhau đây thì tình thương mới muộn, nhưng đủ căn duyên mới trọn lại tỷ hiền. Tỷ ơi, ở dưới trần miền lắng nghe mà tỷ biết đạo diện mình đã sai, nhưng mà đã ngộ tâm sai thì trên ca trên mẹ chuyện ngay con về. Con ơi, đạo hạnh tứ bề cho nên điện mẹ phụ về tặng con, nhắc cho con trẻ phần son trở về chơi mẹ ơi. Con ơi, trần miền đạo tâm con trẻ tứ diện, đạo tâm mà con trẻ hạnh hiền nơi đây, nên ta đã nhắc con hiền lắng nghe cho biết đạo diện ta ban. Thương con mà xuống trần mang lãnh nhiều nghiệp kiếp không qua được rồi, hôm nay được đắp được bồi được cho thân thể sáng ngời trần niên, cho nên con phải quay về kịp lúc thiền kia đang chờ. Con ơi, con ơi, thiền đã cập bờ, con ơi, con bước lên thuyền định thành cao. Bây giờ con trẻ ước cao trở về chơi mẹ thanh cao trần miền, nhưng con ơi, phải lấp đạo diền thì tâm con mới mở hạnh hiền, nghe chưa? Biết rằng mở đạo sớm trưa phủi cho sạch hết bụi trần, nghe chưa? Thì điện thanh con sẽ nhận liền tâm phàm phủi hết thành cao. Con về thương con đạo hạnh tứ bề, nhắc lời con nhớ để về mẹ cha, ráng đi con trẻ bước ra kính lên mà tất cả ông bà tổ tiên cho con học cảnh trần miền, con về cứu giấc của quyền siêu thăng. Bây giờ xin kính một lần ta về tất cả chị quân dân trần miền, bạn hiền hạ thấy được đây trần miền tỏa ngộ mới hay đạo diền, kính lên tất cả để huynh nơi này ta tới một lần rồi đi, xin trên tất cả du di rút quang điện lại để con đi trở về, xin trên học hành tư bề cho con trở lại cảnh viên nơi này.